Thưa quý vị, sáng nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn có buổi họp lấy ý kiến chuyên đề giám sát về thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công là nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố. Cùng dự có Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Chí Cường. Trên cơ sở nghị quyết số 71 ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố về thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng tài sản công là nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố. Buổi họp đã báo cáo kế hoạch thực hiện giám sát chuyên đề tập trung vào 3 nội dung lớn thành lập 3 tổ giám sát, gồm tổ 1 giám sát nhà đất thuộc các cơ quan nhà nước, tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội của thành phố. Tổ 2, giám sát nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tổ 3, giám sát quỹ đất công trên địa bàn thành phố, bao gồm quỹ đất lớn, quỹ đất tái định cư, quỹ đất thuộc các dự án đang cho các tổ chức thuê trên địa bàn thành phố. Các thành viên đoàn cơ bản đều thống nhất nội dung báo cáo và đưa ra một số ý kiến cụ thể về đối tượng giám sát, nội dung bám sát. Kết luận buổi họp, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn cho biết cơ bản thống nhất dự thảo báo cáo trên tinh thần tiếp thu ý kiến của các thành viên trong đoàn đề nghị ban kinh tế ngân sách cần có đề cương chung báo cáo chung và tiếp tục tham mưu báo cáo lại để các đơn vị giám sát căn cứ vào giám sát có hiệu quả đồng thời tiếp tục đà soát bổ sung phụ lục chi tiết